Preview. Hello mọi người, thì hôm nay thì mình vừa đi lên cái chỗ anh Đức trên đường Phan Chu Trinh phố Đà Nẵng để vừa mua một cái bộ là Rose Wireless Go, một cái bộ mic thu âm theo đánh giá của nhà sản xuất đó là bộ micro không dây nhỏ nhất thế giới. À, như bạn thấy cái nguyên hộp nguyên xe, mình chưa hôm nay mình sẽ bóc tem để xem thử thì những tính năng của nhà sản xuất họ giới thiệu thì nó có ok hay không. Mình mua với giá là 4.950.000 đồng, ở Anh Đức thì bán rẻ hơn một số cái shop khác khoảng tầm 2 đến 500 nghìn. Thì nếu bạn nào nếu ở Đà Nẵng mà mua cái bộ này thì nên ghé vào Anh Đức DJ thôi để mua. Chúng ta tiến hành để khui cái hộp wireless này. Ok. Theo đánh giá bên ngoài của mình thì cái hoàn thiện của cái hộp vỏ của cái sản phẩm Wireless Go này thì cũng chưa thực sự ok lắm. Nó cũng chưa đem lại một cái gọi là cái nhìn là sang trọng, sang chảnh hay một số cái sản phẩm khác. Kiểu đóng gói rồi nó hơi thô, nó chưa cái xét nét lắm. Rồi tiến hành khui nhé các bạn. Ok nè. Mình chia sẻ với các bạn là mình rất thích sưu tầm những cái hộp, cái bao bì của những cái sản phẩm điện tử này để trưng bày. Hiện tại xung quanh mình đang trưng bày tất cả các cái sản phẩm, các cái bao bì của các sản phẩm điện tử mình đã từng mua, mình trưng bày hết. Nên hôm nay mình sẽ khui sản phẩm này cho nó kỹ. Rồi ok. Mình nên dán lại cho nó thấm. Rồi ok. Rồi. Đây là lớp vỏ bao bì cấp 1. Đây là bao bì cấp 2. Đó, bao bì cấp 2 này. Đây là cấp 1. Cái này mình nghĩ là nó sẽ đóng xe chứ. Ok. Nó ra nè. Ok. Rồi, bên trong nó có những cái gì? Những cái hướng dẫn sử dụng. Đó. Tăng. Em nó đây rồi. Đây. Bên trong có hai cái như thế này. Mình dán cái gì đây? Ok. Mình gạo quá. Đây. Đây có hai thế. Bạn thấy chưa? Một bên là chúng ta có cái
hai cái bộ thu hợp pháp của cái Rode Wireless Go. Cái bên là hai khe này là chứa hai cái khe cái dây dây cáp và cáp sạc của hai cái bộ phát đó, cáp sạc. Được niêm logo rốt luôn. Đây bộ bông lọc dành cho cái bộ mic rất là mịn, hai cái bông lọc luôn. Rồi đây là một cái cổng kết nối của cái bộ thu với cái thiết bị của mình, thiết bị quay nhưng mà có giống như là GoPro, mình đang dùng GoPro, sẽ dùng này để kết nối với nó. Rồi, tôi âm hướng dẫn sử dụng. Và một cái túi đựng cực kỳ là nhìn thấy tôi Rose. Đó. Rồi. Ok. Tập thời báo nó đang vòng bên này ha. Rồi. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay đó là bộ thu và phát của Rose Wireless. Bây giờ mình sẽ mở ra. Tăng nó đang tăng. Hay quá. Rồi. Hai em này nó khác nhau như thế nào? Đó. Như cái này là chúng ta thấy này là cái để cắm cái bộ phát, để cắm vào cái trong cái thiết bị quay của chúng ta. Đây là cổng jack 3.5 này. Đó, cổng sạc cáp. Rồi nút tăng giảm âm lượng để thu vào, đầu thu vào. Cái này là nút wifi kết nối với thiết bị thu. Đó. Đây là nút nguồn. Nút nguồn. Rồi đây là cái bộ thu thì chúng ta sẽ có một cái mic pro này và một cái dây để kết nối cổng 3.5 với một số cái thiết bị giống như là dây dòng dòng micro rời đó các bạn, do mấy cái để chúng ta đi kẹp áo đó, để chúng ta cắm cái đầu vào đây. Để mình lấy một cái cho bạn xem. Đây, giống như cái dây này, dây mic này. Đúng không? Ta sẽ cắm vào đây. Đó. Và cái đầu này chúng ta sẽ kẹp trên cổ áo để thôi. Kích thước của cái sản phẩm này nó khoảng tầm 4 cm vuông, độ dài 1 cm, độ dài là 1 cm, cái này 4 cm vuông, đó. Rất là nhỏ gọn luôn. Mình rất là thích cái bộ này rất là lâu rồi, mình đang dùng một số cái mic của Bose này kia nhưng mà mình thấy nó không tiện lợi lắm nên mình quyết định là mua cái con này. Mình không biết là sản phẩm này dùng chưa nhưng mà mình thấy trên cái mặt kính nó rất xước rất là nhiều quá, không biết dùng chưa chứ mình thấy này này là nó trên mặt kính là nó xước xước khá là nhiều này, không thấy trời trời khá là nhiều. Nếu mà đã còn sử dụng, đã sử dụng rồi mình sẽ báo lại anh Đức, chúng ta sẽ đổi lại. Hồi nãy khi chúng ta mở ra đã một cái seal, cái seal này bị đứt rồi. Đó, bây giờ chúng ta thử bật nguồn lên nó như thế nào. Rồi chúng ta trước tiên là chúng ta bật một chữ trong vòng 3 giây. Đó, hiện lên chữ wireless go vẫn đang đang báo đó. Hiện tại là chúng ta có cái nút mà cái chỗ nút này chúng ta để chỉnh cái độ thu, độ thu của cái tiếng của bên cái bộ bộ thu này. Ví dụ như mình tăng lên, chúng ta để ý này,
ngay chỗ ba cái dấu này, cái ô tam giác này chúng ta sẽ có theo thứ tự là 1 2 3, nó ba vạch như vậy đó. 1 2 3. Cái này nó ba vạch cũng là ghi cướm đó các bạn. Nhưng mình vẫn thua mình. Vừa mình báo hai vạch mình thấy tốt thôi. Đó. Rồi, bây giờ hiện tại là cái chỗ wifi đang nhấp nháy á, là bởi vì là nó đang tìm cái thiết bị thu các bạn. Thì bên này mình sẽ bấm khởi động cho thiết bị thu. Giữ 3 giây. Rồi, đã nhấp nháy này. Đang kết nối, các bạn thấy không? À, kết nối này, đang thu này. Các bạn lưu ý là chúng ta đừng để cái phần đề thu này nó quá cao lên vạch thứ ba. Và thứ ba là nó sẽ thu âm nó bị rè tiếng, nó quá lớn. Thì mình thì để ở vạch 1, vạch 2 thôi. 1 thôi là vừa rồi. Để vạch thứ 1 của tam giác thôi. Rồi hiện tại là hai bộ thu đang kết nối với nhau rồi, tự động kết nối luôn các bạn. Đó, trên này là cũng báo dung lượng pin của bộ thu, bộ phát, còn bên này là pin của bộ thu. Đó. Rồi, như vậy là mình đã review cho các bạn một cái bộ phát wifi thu âm mini nhỏ nhất thế giới. Sau cái clip này thì hy vọng các bạn cũng cũng sẽ lựa chọn cho mình một cái bộ thu âm phù hợp hơn, để khi nào thu mình sẽ quay lại một cái clip để cho các bạn xem, để dễ đánh giá hơn. À, chào các bạn.